Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình sẽ review cái skin mới mà mình mở được trong cái mùa này. Skin tím thôi, đó chính là skin của anh Explorer thần bầu trời. Hay còn dịch ra tiếng Anh là God of Sky. Thì Sky đây là bầu trời chứ không phải là Sky MTB nha. Ok, thì cái skin này là thể hiện cái ước mơ muốn bay, khát vọng được bay xa, bay cao và tránh mặt trời của anh Explorer. Thì nghe nói có vẻ ước mơ thì nghe nó khó, nhưng mà thiệt ra ở Việt Nam là đã có rất là nhiều người bay theo nhiều cách. Nhảy nè, chơi nè, nhiều cách lắm, rất là nhiều cách để bay. Và ở không chỉ là chúng ta cũng không cần phải khó khăn tới mức mà làm tạo cái bộ cánh gì đâu, chỉ việc mua và bịch thôi chúng ta đã có một bộ cánh. Mấy bạn nữ có nhiều lắm, cánh đêm, cánh sáng bóng tối gì đó cũng có hết. Ok, thì cái trang phục này nhìn tổng thể rất là đẹp, nhìn kiểu máy móc cơ khí đó, tập bài đó làm nhớ tới cái bài con vịt quá. Một con vịt xòe hai cái cánh, cánh từ lộn nhìn nó như là lông dê chai, lông vịt vậy, còn cầm sách nữa chứ, nhìn thật là bá dơ. Ok. Đó, cái skin này nhìn kiểu máy móc các bạn. Đôi cánh này chắc là tổng hợp từ mấy chục cái con lông vịt, mấy chục cái lông vịt, không, lông thiên nga chứ. Thôi nhìn kỳ quá, không biết nữa. Ok, giờ chúng ta sẽ vô review chơi biết ngay. Đó, hiệu ứng là có nhiêu đó thôi các bạn. Mới vô thì chúng ta sẽ thấy được anh Explorer là té từ trên cao té xuống hơi tàn độc mà nhìn nó phê lắm. Bây giờ chưa? Ok, ta vào. Ok, nhìn ở trong cái hành động chờ thì cũng rất đẹp các bạn. Nếu như các bạn mặc cái skin này, nhìn nó vừa sang, cũng vừa bần. Bần ở chỗ và cái skin nó có cái cánh nhìn nó hơi dây cho lông vịt tí mà đẹp. Quan trọng là đẹp các bạn. Ok, con này là mình rất ít chơi mà hôm nay mình sẽ review bạn xem. Sẽ chơi đại, kệ nó vui. Ok, giờ chúng ta vào game. Nãy giờ là do là có ba mẹ mình ở cái bên phòng nên là sợ nghe thấy nên không dám chửi. Nó nhìn skin nhìn cũng hơi vãi lồi, nhìn sao ấy. Mà thấy không, chạy nó có cái lông bay ra nè, lông ngỗng. Lắm lông và là mẹ nhìn này không hiểu sao lông rớt ra ngoài. Còn có cái cần quay quay nữa. Cần quay tay, cái này là người ta cần quay tay các bạn. Ngày xưa là mua đồ chơi mà có được cái con đồ chơi mà sẽ cần quay quay như vậy là cũng ở đi. Mẹ này sao mày cũng thuộc dạng là giàu giàu có nhất dùng. Ok, tạo cái cổng kiếm có chó nó dắt hình là mình nữa bằng. Sao mấy nay nói chuyện mẹ ngọng ngọng ta khó chịu ta. Ok, chắc phải tập phát âm lại. Tình hình là mình sắp thi quốc gia rồi, còn 4 tuần nữa chưa ôn được mẹ gì nên mình nghĩ là mình sẽ tập trung ôn vào tuần tiếp theo. Phải tập trung học, tương lai tươi sáng. Mẹ bác sĩ đang đập rồi, giờ mình chạy ra có khi mình thí luôn cũng nên. Quang hình nó đi rồi. Nó lại à. Má xui vậy, cứ chẳng hiểu luôn. Ây da má nó. Bạn thấy lắc không? Bỏ mẹ mình rồi. Cái cổng đó không xài, ngu này. Lắc khinh. Lắc màn hình nó khinh luôn mẹ, không hiểu. Bước qua kìa. Không có gì kinh dị bằng nhìn thằng thằng Vũ Trang nó bước qua cái cổng. Ấy đu 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 má, nhìn dưới hén nó nhìn ghê quá. Da, tàn độc quá. Ôi ôi má lại em luôn. Không hiểu luôn, sao dính cái tường này mẹ nó bội ghê vậy.
ba má dặn là không được chửi thề. Thì bình luôn. Đó với đái. Mấy nay là không chơi game, không chơi lăn được. Quá lắc. Chưa cho nó thấy được sức mạnh của bầu trời là mẹ bị ăn hành rồi. Thằng này anti fan. Này chó anti fan. Không hiểu. Chứ gặp thường thường là thằng nào mặc cái skin thần bầu trời này để nang anh Tùng MTP không bao giờ bắt. Xui ngay mày bắt mình. Nó nhìn đẹp trai gì mà bắt không hiểu. Bàn khùng kia mẹ giờ nó chạy. Má thiệt luôn hả? Bảy lô đi. Cứu tổng cứu đâu. Bạn thấy đó, bởi vì cuộc sống đôi lúc gặp những con người mà vô tâm, trái tim sắt đá. Nghĩ sao để mình mở cổng cho nó giờ tụi nó kìa. Kéo nhau lên cái tàu lửa mẹ chạy vòng vòng. Bỏ mình thiệt kìa. Má nữa. Thề luôn. Ok. Mình chỉ review được tới đây thôi các bạn. Mất dạy thật. Bin 600 luôn rồi. Vậy thật khốn nạn. Thật là khốn nạn tình người. Bởi vậy bạn thấy đó, chơi game mẹ. Tình người không biết nó để đâu. Xem mấy này đang làm gì. Đám điên. Khùng mẹ cứ chạy. Tao thề mày luôn. Cả cuộc đời tao chưa bao giờ. Chưa bao giờ gặp cái lũ mà khốn nạn như này. Thằng Hunter nó không bắt kìa các bạn. Mẹ bà nó. Ba thằng này người Trung nha. Nhớ nha, ba thằng này người Trung. Có một thằng tên bắt đầu bằng chữ R. Khốn nạn thiệt. Mẹ cha anh tao mà biết đọc tên tụi bay là tụi chửi chết. Ơ, thấy nó ngu chưa? À, đéo hiểu sao nó chạy được vậy. Tôi mà cũng lắc nữa. Bà nội nó không hiểu luôn. Bắt này cho em anh. Má nó ngu. Thôi ngồi đây mình bình luận tí các bạn. Mẹ nó mới vừa review cái skin chưa. Ok. Để đi con chó. Đánh anh. Coi Wu Chang đánh mà sướng mà. Đánh phát nào là đi vào lòng phát đó. Hút hồn mày chết. Ồ này hay ta. Bỏ xuống kịp thời. Mấy cái thành phần mà ngáo đá như vậy là không nên cho ra đường. Đéo hiểu sao để mình lên. Bởi vì nó khinh các bạn. Mình để NDC. Mấy này ba này thấy không? Tên Trung Quốc. Tụi nó khinh. Thấy là tên tiếng Anh chứ nó khinh. Biết gì mốt tao sửa là tên Trung Quốc chết mày tao. Yếu hiểu luôn. Cả cuộc đời chơi game chưa bao giờ bị khinh đau gì. Bố láo bố léo tao giá cho bị đánh chết. Má nó giờ ngồi đây bình luận. Đó, chạy lại hút, hút hết. Hút vô anh. Cho tụi bay bay lắc hả? Chạy xe hả? Mẹ mình lắc thiệt. Nó chạy kịp rồi các bạn. Bố láo đứng nhầy kìa. Đánh chết anh. Dùng dù tét mông đó. Mẹ nó. Má nó lướt đi rồi. Má đừng nói thằng Hân nó cũng tên Trung Quốc nha. Nên nó tha nha. Tao thề mày luôn á. Có lẽ nào. Trận này mà thắng là tập không tả được. Đó, qua bắt anh. Nó đây nè. Trận này mà thắng là không thể tin được. Bỏ thiệt à. Cha nó bỏ thiệt. Đéo gì vậy. Mày nghiêm túc. Đâu phát. Ba hàng không nào bị dí. Thiệt luôn.
hình đâu, tét mông đó anh. Đúng rồi, bắt nó. Ủa, sao tha được, thua là nhục. Đủ má miệng đập rồi. Chà chà, mấy trận này mà thắng là tập không cạn lời luôn, cạn lời luôn, thề cạn lời luôn. Trời, nó tha thiệt, nó bay qua chỗ khác rồi. Tét mông nào đó coi trong đầu tụi bay chứa gì bội ghê. Hình nó tha thiệt các bạn, bà mẹ nó ba đứa tụ hợp lại luôn. Win là tao cản lại được mẹ mày, tao 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 là tao xem info của cái thằng Hunter nó mà tên Trung Quốc rồi tao cản lại luôn. Ba đứa chụm là một cục đéo nó không bắt được, nổ rồi kìa, xử nó đi chuyển lại lần nữa kìa, rồi lại kìa. Nhân vật phản diện chính chúng ta đã quay trở lại đánh anh. Sao cứ canh con doctor mà quýnh vậy, con má giỡn nhau à, sao cứ canh doctor quýnh vậy hả, ngu chưa. Rồi bỏ lên ghế liền đó, đúng rồi, nó phóng dây kìa, quýnh nó đi mẹ, quýnh nó con sóc căm trong trong vậy, giả nó bu láo. Cha nó bỏ lên anh, sao mà hòa được, ý sao mà thắng được, thấy thằng ngu chưa, núp kìa quýnh anh. Ê, mẹ nó bỏi vậy, không như cái liền bắt được đéo. Anh tờ quá hay, đầu tiên tờ quá hay, giả nó anh. Nó cứu kìa, đủ má nó cứu thiệt. Shopee thông báo cái liền gì, đang căng thẳng mà bán hàng cái đéo gì mà nó cha nó không bắt lại được luôn kìa. Trời ơi đau quá, chua xót thiệt. Thằng nào ăn cao bồi vậy, bắt cái thằng R đó, đúng rồi, giả nó. Má Hunter làm hụt hẫng, nó bô láo kìa anh, giả nó. Chó này nó mở cổng rồi, đủ mắt tha luôn hả. Bà nó cha nó tha thiệt rồi các bạn. Ơi đánh anh, má ngược đường rồi, tha thiệt rồi các bạn. Quất nó, bắt thằng cao bồi cho em. Nãy nó chơi chó em, nó thả em á anh, nó cho em chết á anh, nó không cứu. Dứt nó, đúng rồi, đánh nó. Sao cứ bắn hoài vậy. Đó đúng rồi, để nó lên ghế liền. Nhanh lên, mất mắt đỏ. Mất mẹ rồi còn đâu nữa. Cha nó đau phải luôn, em hiểu. Đó đúng rồi, tới tới cứu rồi, quên canh té rồi, sốc nó, sốc cho nó cứu nhập viện luôn mới cứu được. Đó đúng rồi, giả gớt cái đầu ra liền cho mày áo trắng hả mày, sao mày dám thả tao hả mày, mày bỏ rơi tao mày.
đúng rồi, hinh quá tuyệt vời. Bà mẹ ra em like anh liền luôn. Nó canh té rồi sốc nó. Trời ơi sao anh quýnh sớm vậy. Đúng rồi. Cho mày bỏ tật bố láo đi. Nó chưa chạy anh lại quất nó luôn. Đó quá đẹp cho một cuộc tình. Đi chuyển lại. Giả nó. Sao anh tha cho mấy đứa này đâu. Rồi coi đó, Hunter đó, tên tiếng Anh tuyệt vời, like. Chết cha. Mới bỏ ba. Nhục quá các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, nếu thích thì like và subscribe kênh nhé. Kênh đã chính thức đạt 200 sub. Yêu các bạn rất nhiều.